Khi nỗi lo lắng của con đến từ người ba. Bình thường ba con hiền lắm cô. Thế xong ba con đi nhậu về tính ba con nó đổi. Ba con là con xong cái sáng hôm sau là ba con quên hết chuyện luôn cô. Và mong ước đơn giản của con trẻ. Kiểu như ba con đang bị bệnh nền nữa cô. Con muốn sức khỏe ba con đừng có nhậu nữa nè. Tâm sự của người mẹ. Ba thì cũng hạn chế, nhiều lúc thì cũng công việc nữa, có nhiều lúc cũng không có từ chối được. Điều con muốn nói với những tâm sự đầy xúc động của bé Bảo Ngọc được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ 6 ngày 10 tháng 12 năm 2021 trên kênh VTV9.